Nhất Anh kính chào khán giả của Người Việt TV đã đến với chương trình Thế giới trong tầm tay với Trần Nguyên Thắng và Nhất Anh phụ trách. Nhất Anh kính chào anh Thắng. Chào Nhất Anh. Dạ. Trong một dịp lần trước thì mình đã có dịp nói tới một trong những kỳ quan của thế giới, đó là ở Ai Cập và Kim Tự Tháp. Nhưng mà trong đợt trước thì có một câu hỏi mà cho tới hôm nay mà Nhất Anh cũng muốn hỏi anh Thắng lắm, mà tại vì đợt trước mình chưa có dịp được hỏi. Thì anh thì giống như là khán giả Người Việt TV cũng biết là ở Vegas thì mình có một cái khách sạn Luxor mà nó xây theo cái hình Kim Tự Tháp, đúng không anh Thắng? Thì cái Luxor đó nhanh thắc mắc trong đầu là nó có phải là một trong những kim tự tháp của Ai Cập không vậy anh Thắng? Luxor không phải là kim tự tháp, mà là... kim tự tháp là một cái biểu tượng của đất nước Ai Cập, còn Luxor đó là một cái đền, cái đền thờ tại cái vùng phía chính giữa của cái con sông Nin. Có nghĩa là Luxor nó không phải là cái tên của kim tự không, tháp. Không không. Luxor như cái dịp trước chúng ta nói chuyện là con sông Nin nó chảy suốt từ miền nam của Ai Cập cho đến miền bắc, tuôn ra biển Địa Trung Hải. Và trên cái con sông đó thì tất cả những cái nền văn minh của người Ai Cập cổ, cũng như những kiến trúc của người Ai Cập cổ, cũng như tất cả những cái văn hóa về những cái triết lý hoặc là về những triều đại của Ai Cập cổ đều nằm trên con sông Nin hết. Cái lý do duy nhất là cái con sông đó nó tạo ra được hai bên bờ sông là những cái vụ sinh hoạt về các nông nghiệp, sinh hoạt về đời sống con người, tất cả đều nằm dựa trên cái con sông Nin hết. Còn trong khi đó ở về phía tây đó thì hoàn toàn là sa mạc thôi, Ai Cập hoàn toàn là sa mạc. Thành từ tất cả những gì mà chúng ta đến thăm Ai Cập đó, chúng ta đi dọc theo con Nin từ cuối cho đến đầu cuối, tức là phía nam của Ai Cập là sát biên giới với Sudan, thì nó có một cái thắng cảnh rất là nổi tiếng, nó gọi là Abu Simbel. Abu Simbel là ở đâu, là cái hình thức như thế nào? Abu Simbel là một cái khu vực thạch động nó được điêu khắc và nó trở thành như thế này. Chúng ta nhìn đây, đây những cái tượng mà chúng ta nhìn đây đó, đây là cái biểu tượng của cái vùng Abu Simbel. Đó là một cái kiến trúc chúng ta có dịp nói về sau. Nhưng mà càng đi lên về phía bắc đó, chúng ta bắt đầu đi vào một cái khu vực gọi là Aswan. Aswan là một cái thành phố mà tôi cho là thơ mộng nhất của sông Nin. Mặc dù đây là Phi Châu, mặc dù là xứ nóng, nhưng mà cái thành phố Aswan nằm ở trong cái khu vực của con sông Nin á, và cái khu vực này vào khoảng cái thập niên 60 đó, người Ai Cập, chính phủ Ai Cập đã cho xây một cái đập thủy điện nổi tiếng trên thế giới, đó là cái đập Nasser. Nasser là tên của tổng thống Ai Cập cái thời mà giành độc lập của đất nước Ai Cập. Thì người ta, ông mất đi thì người ta dùng cái tên của ông đặt cho cái con đập thủy điện này. Cái đập thủy điện này khi xây vào thời điểm đó nó còn được là đập thủy điện lớn nhất thế giới. Sau này nó chỉ có nhiều bước với cái đập thủy điện Tam Hiệp ở bên Trung Hoa thôi. Đó. Còn khi mà xây dựng lên như vậy đó, thì phía sau lưng nó trở thành là cái khu vực nước hồ rất là lớn. Thì chúng ta sẽ có dịp là đề cập đến sau. Nhưng mà đồng thời ngay khu vực đó thì cái thành phố Aswan mà chúng ta biết ở trên một cái hồ như vậy, và buổi chiều nó vẫn có những con gió mát của nó, và đây là một cái khu vực mà tôi cho là thơ mộng và rất là dễ chịu, mà mát nhất ở Ai Cập, mát nhất luôn của Ai Cập rồi. Thành thử ở đây thì lại có thêm những cái thắng cảnh khác nó gần đó. Chúng ta đi từ phía nam lên, đi qua Aswan, chúng ta đi lên trên nữa, chúng ta đi đến một cái khu vực nó gọi là đền Luxor. Luxor, và khu vực đền Luxor chỉ là một trong những cái nổi tiếng ở đó thôi. Chứ thực sự cái nổi tiếng với tôi đó, với cá nhân tôi khi đến thăm Ai Cập đó, nó phải gọi là khu vực đền thờ Karnak. Karnak là một cái khu vực, chúng ta đến đó chúng ta sẽ rất là vô cùng ngạc nhiên với những cái cột tròn đó, giống như là cái thạch trụ để mà chống đỡ các cái đền đài đó. Và nó có khoảng, nếu tôi nhớ lầm là 32 cái thạch trụ lớn vô cùng, vòng tay là mấy người ôm đó chứ, bằng đá, mà là một phiến đá và được dựng đứng như vậy để chống đỡ cả một cái nóc đền thờ. Và nó vĩ đại vô cùng. Và ở đó người ta mới tìm ra được có rất là nhiều những cái obelisk. Obelisk là những cái thạch trụ đầu nhọn đó, mà chúng ta có thể hình dung được nếu mà nhất anh có dịp đi qua Paris chẳng hạn. Chúng ta đến cái khu quảng trường Concorde. Khu quảng trường Concorde có một cái thạch trụ rất là nổi tiếng và được chính phủ Pháp rất là trân trọng và giữ gìn. Và bây giờ người ta gọi là sơn son mạ vàng trên những cái chữ đó. Cái thạch trụ đó chính là một trong những cái thạch trụ ngay trước cửa của đền thờ Luxor. Là lấy về từ Ai Cập để qua Paris. Người,
Người Pháp thì họ nói họ đã được Ai Cập cho cái đó, không? Thì mình hiểu ngày xưa thực dân mà làm gì có chuyện mà mình cho. Bây giờ cứ như thế nào được nữa. Thì cái thạch trụ đó hiện tại đang nằm ở ngay quảng trường Dân Cộng. Nhưng đó là ngay cái cửa đền đền thờ Luxor đó, nó có hai cái thạch trụ. Thì một cái bây giờ nằm ở nơi kia là Dân Cộng. Nên mà bây giờ vẫn một cái còn một cái còn nguyên đó, nó vẫn nằm đó. Tức là nó có hai răng, giờ nó mất một răng, còn có một răng nằm kia. Thế tuy nhiên chúng ta vào cái những cái đền thờ như Luxor thì chúng ta mới thấy được những cái tuyệt tác, những cái gọi là cái khéo tay của những người nghệ nhân ngày xưa của thời Ai Cập cổ. Họ đã đục đẽo từ những cái tảng đá cứng đó, đá kiểu mà granite đó, đá hoa cương đó, và để làm thành những cái hình ảnh của những cái pho tượng, những cái thạch trụ, mà một những cái thạch trụ như vậy đó có thể dài 20 mét và nguyên một khối chứ không phải là nhiều cái lắp nối lại với nhau. Thành ra những cái đó là cái mà chúng ta mới thấy là cả một cái kỳ công. Và khó mà cái thời điểm ngày nay mà chúng ta ai không, chắc là cũng không ai điên để mà bỏ tiền ra để làm những cái chuyện đó, vì nó thực sự rất là tốn kém. Nhưng mà lúc mà tới đó, cái cảm giác của anh Thắng là như thế nào? Lúc mà anh Thắng nhìn mọi thứ mà nó lớn như vậy. Nếu mà đến thăm những cái đền đài của bên Ai Cập thì phải nói thêm đó là chúng ta nếu đến được đó đúng vào lúc hoàng hôn chẳng hạn, hoặc là lúc buổi tối, lúc mà cái đền thờ đã được lên đèn chẳng hạn, họ dùng cái lối đèn vàng, thành thử nó có vẻ một cái mang một cái không gian huyền bí. Nó cảm cho mình cảm thấy cái đẹp của nó, có một cái sự huyền bí trong đó. Mà chúng ta đi vào trong đó, mình nhìn những cái pho tượng ngồi cả mấy ngàn năm rồi. Tại vì những cái đền thờ như vậy là xây khoảng 3.000 năm chứ không có ít. Thành thử chúng ta biết là con người mà mình đã tính từ thời Thiên Chúa Giáng Sinh cho đến giờ mới là có khoảng hơn 2.000 năm. Mà những cái này nó trước cả ngàn năm nữa. Thành là chúng ta thấy là một cái kiến trúc của những con người ngày xưa nó cũng có những cái nét rất là tinh xảo, mà làm sao để nó được gìn giữ cho tới bây giờ. Thì cái đó là cái mà chỉ có tận nơi chúng ta mới nhìn thấy được thôi. Và nhưng mà rất là xứng đáng để nhìn cái đền thờ Karnak. Rồi sau cái đền thờ Karnak thì chúng ta đến cái đền thờ Luxor. Và trong hai cái đền thờ như vậy đó, nó cả một cái câu chuyện, nó nối hai đền thờ lại với nhau. Người ngày xưa cũng như người ngay lúc nào âm với dương phải đi chung với nhau. Phải có âm, phải có dương phải có âm. Lúc nào vậy, 3-4 ngàn năm trước họ cũng đã nghĩ như vậy rồi. Cảm ơn anh Thắng rất là nhiều. Thưa quý vị, chương trình sẽ trở lại vài phút sau. Nhân hành kính chào khán giả của Người Việt TV đã quay trở lại chương trình Thế Giới Trong Tầm Tay với chủ đề về Ai Cập ngày hôm nay. Anh Thắng ơi, nãy mình đang nói về cái tiếp tục về cái chủ đề mà mình đang đi vô những cái đại, những cái đền ở Luxor rồi, thì lúc mà anh Thắng đi vô đó thì những cái pho tượng mà hơn, anh Thắng nói là hơn 3.000 năm luôn đúng không ạ? Chẳng hạn như nó đến nơi chúng ta thế nào đi Ai Cập đó, là có một cái nhân vật rất là huyền bí và gọi là nổi tiếng của cái thời của những cái pharaoh của Ai Cập đó. Trong các pharaoh đó, một cái pharaoh tên là Ramses đệ nhị, ông đó là một người, mình đi đâu bây giờ mình thấy tượng của ông được dựng đầy hết trong các đền thờ ở Ai Cập, Ai Cập đó. Và bây giờ chẳng hạn như chúng ta đi đến bất cứ chỗ nào, mình đều nghe nói đến ông Ramses đệ nhị. Ramses đệ nhị là một pharaoh vào cái khoảng vương triều thứ 19 hay 18 đó, tôi không nhớ rõ. Nhưng mà cái vương triều đó là một cái vương triều mà ông đã thống nhất được tất cả những cái khu vực chung quanh cái sông Nin đó. Và để mà chứng tỏ cái power của ông ấy, con người mà lúc nào cũng vậy, mà ông mà lên làm hoàng đế rồi là chỉ muốn các ông vua con khác phải phục tùng mình mà. Thành ra ông này đó, ông muốn chứng tỏ cái quyền uy của ông ấy, ông ấy đem ra lệnh là tất cả mọi nơi từ miền Nam Ai Cập cổ cho đến miền Bắc Ai Cập cổ, chỗ nào cũng phải dựng tượng của ông ấy. Tức là dựng tượng của ông ấy chứng tỏ là ta đây là Ramses đệ nhị. Là nhất đúng không ạ? I am here. Okay. Tôi ở đây và các ngươi là phải phục tùng ta. Thì cái mục đích của một cái pho tượng là như vậy. Và ông đã ra lệnh xây rất là nhiều tượng. Và phải nói như thế này, nhờ cái chuyện ông ra lệnh xây những bức tượng như vậy thì ngày nay chúng ta mới nhìn được. Chúng ta mới có cái để chúng ta xem. Và chúng ta mới có cái biết à, khoảng 3.300 năm trước có một ông pharaoh, không biết ông có khùng điên hay không, nhưng mà những cái khùng điên của ông ấy, ông giết rất là nhiều người. Để ngày nay chúng ta có thể đi xem được, để lại di tích cho hậu thế và biết trong một cái thời điểm mấy ngàn năm trước đã có những cái
cái thành tựu về cái nghệ nhân, về những cái văn hóa, về những cái tuyệt xảo, về những cái gọi điêu khắc. Nhưng mà pho tượng là ở đâu cũng có, nhưng mà ý là cái kích thước của nó đều như nhau hay như thế nào? Không, nó tùy theo từng địa phương một. Chẳng hạn như Nhất Anh, nếu mà có dịp đi đến Ai Cập, Nhất Anh, tôi nghĩ là Nhất Anh nên đi xuống cái thành phố nó gọi là Abu Simbel, nơi mà nó xây những cái này. Thì đối với cái này chúng ta có dịp tôi sẽ đề cập đến cái khu vực Abu Simbel, tại vì đây là một trong những cái điểm văn hóa nổi tiếng và một cái nơi mà cái kiến trúc cũng rất là đặc biệt, tại vì nó làm hoàn toàn trong núi hết, chứ nó không phải là cái đền thờ mà là phía ngoài. Và đồng thời nó là một cái khu vực lạ lắm, nhưng mà chúng ta dịp nói sau rồi đó. Thì đây là những cái pho tượng này, thì trong một trong những pho tượng này là tượng của ông Ramses đệ nhị. Thành ra mình thấy, nhưng mà khi mà còn bốn ông thần kia đó, ông ngồi như vậy á, thì ông Ramses đệ nhị là ông cũng cho người làm, nhưng mà ông ấy làm theo hình dáng giống ta. Thành ra cuối cùng là bốn tượng ông này đều mang cái hình thức của ông Ramses đệ nhị cả. Thành thường mình thấy một ông vua thì dĩ nhiên họ có toàn quyền để họ quyết định về những cái bắt thần dân là phải làm theo cái ý của họ. Đó là một cái kiến trúc của cái thời Ramses đệ nhị, tức là khoảng 3.300 năm trước. Nhưng mà sau đó thì chúng ta rời cái thành phố Aswan, chúng ta rời cái thành phố mà tôi gọi là thi vị với thơ mộng đó. Ở đây thì chúng ta còn có dịp xem một vài những cái kỳ tích cũng như là cái di tích mà ngày nay còn để nguyên như vậy. Nhưng mà chúng ta sẽ bắt đầu đi lên sông Nin, đi ngược lên phía bắc. Và đồng thời khi mình đi như vậy đó, mình đi qua cái gọi là cái khu mà thung lũng đế vương. Tôi gọi là thung lũng đế vương. The Valley of the Kings. Thì trong đó thì mình sẽ có dịp mình xem tất cả những ngôi mộ của các pharaoh, của các vương triều Ai Cập đều được chôn vào trong đó. Nhưng mà chôn không phải là tự nhiên họ đã đem những cái lăng mộ chôn đâu. Tất cả những cái lăng mộ đó đều được chôn dưới núi cả. Và họ dùng cái thế núi họ che khuất đi, tại vì họ không muốn ai biết những cái hầm mộ của các pharaoh được chôn ở đâu. Thành thử cho đến bây giờ người ta vẫn đi tìm các pharaoh, người ta di. Và đồng thời chúng ta phải biết là người Ai Cập họ biết ơn một người, người Pháp. Cái anh chàng đó là một người đã bỏ hết cuộc đời của họ để dùng cái hiểu biết của mình để mà diễn giảng những cái ngôn ngữ Ai Cập cổ. Chẳng hạn như tôi mặc cái áo này, nếu mà Nhất Anh nhìn thấy những cái chữ viết đó, hoặc những cái hình thù trên đó, nhưng mà đó là những cái hình thù là cái ngôn ngữ của Ai Cập cổ. Và cái đặc biệt là dưới cái thời của Cleopatra đó, tại vì cái văn hóa của Ai Cập cổ lúc đó nó đụng chạm với cái văn hóa của Hy Lạp. Đó, nhờ cái đụng chạm văn hóa với Hy Lạp đó, thành ra người cổ của Ai Cập cổ với người Hy Lạp họ đã thông dịch ra giữa hai ngôn ngữ với nhau. Và nhờ một người Pháp, người đó chỉ biết một số những tiếng của về Hy Lạp, nhưng họ nhờ cái một cái bảng đá họ đã nhặt được trong cái thời mà của quân Napoleon tiến qua Ai Cập đó, họ nhặt được cái tảng đá, và tảng đá một bên là viết tiếng Ai Cập, một bên là viết tiếng Hy Lạp. Và cái người đó bỏ hết công sức một cả đời của họ, họ chuyển dịch từ tiếng Ai Cập cổ sang tiếng Hy Lạp, coi như cái tiếng Ai Cập cổ ngày xưa là chết rồi, thời mà thế kỷ thứ 19 là chết rồi, là thất truyền, không ai có biết là nghĩa là gì cả. Nhưng mà nhờ cái người Pháp đó mà họ tìm lại được, và nhờ cái ngôn ngữ đó bật được sống lại. Thành thử bây giờ cái người các nhà khảo cổ họ hiểu cái đó, họ đi lần theo cái đó để đi tìm những cái di tích ngày xưa. Thành ra cũng thích thú lắm, đi Ai Cập có nhiều cái học hỏi lắm Nhất Anh. Chúng ta mà không có dịp đi chúng ta có đạt cả một cái sự đáng tiếc. Thì đâu phải là đi là chỉ ngắm để nhìn đâu, mà còn là để tăng thêm kiến thức và học cho chính mình. Tại vì chúng ta sẽ thấy có những cái trên đời này mà mình không có thể hiểu được tại sao người ngày xưa làm, nhưng mà càng đi thì chúng ta hiểu họ nó có lý do, cái gì vậy nó phải có lý do để nó mới có tồn tại hoặc nó xuất hiện để nó giải quyết một vấn đề gì đó. Cảm ơn Thắng rất là nhiều. Nói thì nói hoài sẽ không bao giờ hết được, nhưng mà thực ra là nhờ những cái anh Thắng đưa ra những cái điểm chính mà là mình đi để mình có thể đi tới một đất nước, và ở đây thì là Ai Cập, thì anh hiểu thêm rất là nhiều. Và nếu mà có thời gian anh sẽ ráng kiếm thêm những cái thông tin về những cái đó để mình làm thêm phong phú cho cái kiến thức của mình, và nếu mình có dịp thì chắc chắn là sẽ đi Ai Cập rồi anh Thắng. Đúng rồi. Cảm ơn Thắng đã đến với chương trình ngày hôm nay. Nhất Anh kính chào khán giả và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.